Cặp đôi TikToker Ngô Đình Nam và Xin chính thức bị fan vạch trần bí mật lộ ảnh giấu kín lâu nay đã bị toàn dân thiên hạ biết đến. Tin đồn yêu nhau càng ngày được kiểm chứng, netizen khẳng định cả hai đã hết đường chối cãi. Cái tên của TikToker Xin, Bùi Thảo Ly và Ngô Đình Nam đang là tiêu điểm bàn tán của cư dân mạng trong suốt những ngày qua. Theo đó, nàng TikToker gốc Lâm Đồng đã gây xôn xao dư luận khi bất ngờ có màn công khai người yêu trên mạng xã hội. Dù đã sử dụng công nghệ AI để che đi gương mặt thật của bạn trai, nhưng qua những chi tiết như vòng tay, mái tóc, dáng người thì các fan đều khẳng định chắc nịch đó là cậu em thân thiết Ngô Đình Nam. Giữa lúc mọi người đang thi nhau đồn đoán thì cả hai lại tiếp tục lộ bí mật fanship couple thi nhau hú hét càng chắc chắn hơn cả hai đang yêu nhau. Theo đó, Xin và Ngô Đình Nam mới đây đã xuất hiện tại sự kiện của TikToker Gonpin. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai sánh đôi cùng nhau sau khi Xin công khai có người yêu. Khoảnh khắc cả hai tình tứ đã nhanh chóng gây bão toàn cõi mạng. Đáng nói là khoảnh khắc Ngô Đình Nam lộ ảnh giấu kín trong một đoạn clip được chia sẻ bởi hội bạn của Xin vô tình lộ bí mật của anh và người chị Xin. Cụ thể, khi hội bạn đang làm clip content đồn đoán danh tính người yêu Xin, Ngô Đình Nam ngồi cạnh trong khoảnh khắc cầm điện thoại, đã vô tình để lộ hình nền, đáng nói ở đây là anh lại để hình Xin làm ảnh nền. Dù khoảnh khắc này chỉ lướt qua trong đúng một giây, nhưng fan đã nhanh chóng phát hiện và chụp lại được. Đây cũng là hint được netizen nhanh chóng lan tin, khẳng định cả hai chắc chắn đang hẹn hò. Dù người trong cuộc chưa lên tiếng, nhưng tin đồn hiện đã lan xa. Trước đó cũng tại sự kiện, Xin đã bị hỏi thẳng về danh tính bạn trai, yêu cầu công khai trước mọi người. Ngay lúc đó, Xin đã vội kéo ngay người bạn thân thiết của mình vào trong khung hình để cứu nguy, đó là TikToker Dương Quốc Mỹ. Bị mọi người tỏ thái độ không tin, cô liền kéo người tiếp theo vào là TikToker Huỳnh Nhật. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều biết cô đang đùa để né tránh câu hỏi. Tuyệt nhiên, Ngô Đình Nam không bị cô lôi vào khung hình. Động thái của Ngô Đình Nam càng khiến nhiều người chú ý khi đứng trước tình cảnh này. Cụ thể, nam TikToker đã phải đỏ mặt tỏ thái độ né tránh và ngại ngùng. Chưa hết, anh còn vội bỏ chạy, né camera và từ chối trả lời trước những câu hỏi liên quan đến Xin. Nhiều người cho rằng chắc chắn mối quan hệ của cả hai chắc chắn trên mức chị em mà cả hai tự nhận. Nhờ vào hiệu ứng công khai bạn trai, vì thế Xin xuất hiện ở đâu cũng tạo nên cơn địa chấn. Về chuyện tình cảm, mặc cho dân mạng đang ra sức đồn đoán, đẩy thuyền kịch liệt cho cô với Ngô Đình Nam, thì nữ TikToker vẫn chọn cách im lặng, không lên tiếng xác nhận hay phản đối. Trước đó, cô cùng Ngô Đình Nam đã nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò bởi độ đẹp đôi, tình cảm khăng khít mà cả hai thường xuyên công khai trên mạng. Hiện người hâm mộ đang vô cùng trông chờ lên tiếng xác nhận thông tin về danh tính bạn trai từ Xin. Riêng về các fan ship couple cho cô với Ngô Đình Nam thì hơn ai hết đều mong muốn người ấy chính là anh chàng gốc Vũng Tàu này. Tuy nhiên, netizen cũng nhận định tuy ship nhiệt liệt nhưng dù idol có công khai ai thì đều sẽ tôn trọng và mong idol được hạnh phúc.